học vi nhân sư, hành vi thế phạm của Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Bằng số 3. Đoạn trừ hết thảy vọng tưởng tạp niệm, sống cuộc đời đơn giản và có quy luật. Đời sống đơn giản là đời sống khỏe mạnh. Sự thật có thể làm được thiểu dục tri túc, hết lòng hướng về đạo, hết lòng nghĩ đến chúng sanh khổ nạn, dốc toàn tâm toàn lực để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, đó là đại từ bi. Nhân quả đều có thể chuyển. Có thân tâm khỏe mạnh thì mới có thể phục vụ cho xã hội đại chúng, làm thêm một số việc tốt. Nhân quả. Miền Đông Bắc Trung Quốc, nước sông tràn ngập lênh đênh, có rất nhiều người gần chết đói, hy vọng được cứu giúp. Chúng tôi gửi 10 vạn bộ áo lạnh và lương thực cho họ, và giúp họ xây dựng lại trường học. Nhưng thời gian chịu đựng khổ nạn này, có thể cảnh giác mọi người đừng nên tạo ác nghiệp nữa. Họ tự mình phải phản tỉnh, là do trước kia bắt cá, sát sanh quá nhiều. Ngày nay nghĩ lại, cái được chẳng bù nổi cái mất. Có câu ở gần núi thì ăn đồ ở núi, ở gần sông thì ăn đồ ở sông, ở ven biển hay sông thì làm nghề chài lưới sinh sống. Đời sống được no ấm thì liền biết đủ, như vậy có thể tha thứ. Nếu tham hưởng thụ, hy vọng lợi dụng việc sát sanh để phát tài, việc này là tạo tội nghiệp. Gia đạo làm sao có thể hưởng lâu dài? Trong lịch sử và hiện thực cuộc sống, nếu chúng ta quan sát kỹ càng thì đích thật nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai. Từ nghiệp sát này chúng ta liên tưởng đến người hiện nay tạo 4 thứ nghiệp: giết hại, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Trong Phật pháp đây là 4 giới trọng, bất luận là tại gia hay xuất gia đều phải tuân thủ. Nhìn vào xã hội ngày nay, những gì trong tâm mọi người thường suy nghĩ, lời nói hành động đều là giết hại, trộm cắp, dâm dục, nói dối, rượu chè, sát, đạo, dâm, vọng, tửu, mỗi ngày đều tạo nên 5 thứ tội nghiệp này. Trên thực tế tức là tạo ra 10 ác nghiệp. Tai nạn trên thế gian làm sao tránh nổi? Nếu muốn cứu mình thì phải hạ quyết tâm ngay tại chỗ này, giữ gìn cấm giới nghiêm túc, y giáo phụng hành. Có thể cứu mình thì mới có thể giúp đỡ người khác. Phương pháp duy nhất giúp đỡ người khác cũng chỉ là khuyên nhủ. Những gì đời sống người xuất gia cần thì phải nhờ vào người tại gia cúng dường, cũng chẳng còn sức lực dư thừa để giúp đỡ người khác. Duy chỉ có thể dùng thân mình làm gương khuyên mọi người trong xã hội, và những người có phước báo lớn nên phát tâm tu phước. Nếu tư tưởng và hành vi của chúng ta chẳng ngay thẳng thì làm sao khuyên người ta cho được, làm sao làm cho người ta tin tưởng? Thế nên phải bắt đầu từ mình mà làm. Tâm và hạnh của mình chân chánh thì mới ảnh hưởng người khác được, đặc biệt là khuyên những người phú quý, hy vọng họ giác ngộ. Đây là duyên đời trước họ tu phước, đời nay mới hưởng phước. Lúc hưởng phước phải tiếp tục tu nhân, thì phú quý mới đời đời kiếp kiếp tiếp nối chẳng dừng. Nếu trong đời nay hưởng hết phú quý thì đời sau nhất định sẽ đọa lạc. Người bần cùng hưởng nhiều khổ nạn, vì đời trước chẳng tạo thiện nhân, đời nay chưa gặp được thiện duyên. Vì vậy nên ngu muội vô tri tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Chúng ta cũng nên khuyên các người nghèo khổ phải giác ngộ, quay trở lại đoạn ác tu thiện thì đời sau mới được phước báo. Được vậy thì người phú quý hay nghèo khổ gì cũng đều được độ. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian đều là vì công việc này, toàn tâm toàn lực giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Đây là sự nghiệp của Phật Bồ Tát.
chúng ta làm học trò đệ tử của Phật phải học tập và bắt chước tâm nguyện từ bi của Phật Bồ Tát, phát huy mạnh mẽ sự nghiệp của Phật Bồ Tát, mở rộng tâm lượng. Trong thời đại ngày nay, chúng ta phải mở rộng tâm lượng. Vì thông tin phát đạt, giao thông tiện lợi nhanh chóng, những gì phát sinh khắp nơi trên thế giới lập tức liền có thể biết được. Thế nên phạm vi hoạt động của chúng ta bằng cả trái đất. Chúng ta phải quan tâm thương mến bất cứ địa khu nào trên trái đất, chẳng thể gò bó trong một phạm vi nhỏ hẹp. Như vậy thì tâm lượng quá nhỏ. Ngoài trái đất này ra, tâm lượng của chúng ta còn phải mở rộng đến khắp hư không pháp giới, thì chúng ta mới có khả năng xuất ly. Nếu chẳng có tâm niệm này, thì làm càng nhiều việc tốt cũng chỉ là phước báo nhân thiên. Nếu hiểu được lý này, thì mới biết tận hư không khắp pháp giới, hết thảy chúng sanh, hữu tình, đều là đồng bào của chúng ta. Những đồng bào này có cùng chung một pháp tánh, đều là chân tâm bản tánh của mình biến hiện ra. Kinh Hoa Nghiêm nói tình và vô tình đều viên thành chủng trí. Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Chỉ có thành Phật mới thật sự nhìn thấy tình và vô tình đều là đồng bào. Sau khi hiểu rõ thì mới biết trong đời này mình nên làm như thế nào, làm sao nỗ lực mới có thể tương ứng với chư Phật Như Lai thanh tịnh từ bi. Làm thế nào mới được công phu đắc lực? Buổi sáng ngày 29 tháng 11 1998, nhìn thấu, buông xuống. Trong Kinh Di Đà, Đức Thế Tôn ba lần khuyên chúng ta phải nên phát tâm cầu sanh tịnh độ. Sáu phương Phật khuyên chúng ta nên tin kinh này, và cũng khuyên chúng ta nên tin tưởng lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sáu phương Phật đại biểu cho 10 phương ba đời hết thảy chư Phật. Do đó mới biết Thế Tôn khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ, cũng tức là 10 phương hết thảy chư Phật đều khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Lời khuyên này là lời chân thật, chẳng thể nghĩ bàn, khẩn thiết đến cùng cực. Tại sao Phật lại khuyên như vậy? Đức Phật giáo hóa chúng sanh là vì muốn chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, mà vãng sanh đến cực lạc thế giới mới là phá mê khai ngộ viên mãn, được niềm vui rốt ráo, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, mãi cho đến khi thành Phật. Đó là đại nguyện viên mãn của chư Phật thành Phật đạo, độ chúng sanh. Thế nên hết thảy chư Phật mới đau lòng mỗi miệng khuyên như vậy. Chúng ta đọc kinh nghiên giáo phải thể hội được ý chỉ này một cách sâu sắc, hết lòng nỗ lực, thật thà niệm Phật thì mới chẳng phụ lòng hết thảy chư Phật. Chúng ta đều có tâm niệm này, nhưng tại sao công phu vẫn chẳng đắc lực? Đây là do phiền não tập khí đang hoàn hành, chướng ngại đạo nghiệp và sự tinh tấn của chúng ta. Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta nguyên tắc vô cùng quan trọng. Phương pháp phá trừ chướng ngại là nhìn thấu buông xuống. Không những thế pháp phải nhìn thấu buông xuống, Phật pháp cũng phải nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu tức là hiểu rõ chân tướng sự thật. Nếu chúng ta dựa trên nguyên lý nguyên tắc dạy trong kinh, rồi quan sát kỹ càng tất cả hiện tượng trong thế gian và xuất thế gian thì sẽ hiểu rõ. Hiểu rõ chân tướng sự thật, đối với pháp thế gian và xuất thế gian chẳng khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước nữa, chính là buông xuống. Sau khi buông xuống, không những trên sự tu hành chẳng có chướng ngại, lúc xử sự đãi người tiếp vật trong đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng được đại tự tại, cùng chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian, du hí thần thông, không sai không khác. Kinh Kim Cang nói ta, người chúng sanh, họ giả, đều là giả, toàn là mộng huyễn bóng bọt.
thời gian tồn tại như xương và như chớp, đó là chân tướng sự thật. 37 đạo phẩm là tổng nguyên tắc, tổng cương lãnh của sự tu hành. 37 đạo phẩm chia thành 7 khoa. Khoa đầu tiên là tứ niệm xứ, dạy cho chúng ta nhìn thấu nội dung của tứ niệm xứ, và ta, người, chúng sanh, thọ giả đều là giả. Nói trong Kinh Kim Cang hoàn toàn là cùng một đạo lý. Kinh Kim Cang dạy cho người Đại Thừa, còn tứ niệm xứ dạy cho người Tiểu Thừa. Cho nên 37 đạo phẩm giống như 6 chữ hồng danh, tam căn phổ bị, bao trùm hết 3 hạng căn tánh, thượng trung hạ, lợi độn gồm thâu, chính pháp giới chúng sanh tu học cũng chẳng rời nguyên tắc này. Trong tứ niệm xứ, thứ nhất là quán thân bất tịnh, quán sát thân này chẳng tịnh. Thứ nhì, quán thọ thị khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Suy nghĩ kỹ càng, một người đến thế gian này mấy chục năm ngắn ngủi, cho dù trường thọ đến 100 tuổi thì cũng ngắn ngủi như thời gian búng một ngón tay trong mấy sát na mà thôi. Thứ tư, quán pháp vô ngã, bao gồm tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, quán thân, quán thọ, quán tâm đều thuộc về tướng ta, ngã tướng, hoàn toàn tương đồng với chỉ thú của Kinh Kim Cang. Sau khi nhìn thấu thì phải buông xuống, tứ như ý túc. Trong 37 đạo phẩm, tức là buông xuống, tứ như ý túc. Trong 37 đạo phẩm, tức là buông xuống, chẳng còn nắm giữ pháp thế gian và xuất thế gian trong tâm nữa. Tu tam học lục độ thập nguyện, Phật dạy chúng ta đã được thân người, phải trú ở thế gian này mấy chục năm. Đúng là đã đến rồi thì hãy ở yên. Ký lai chi, tắc an chi. Thế nên người thông minh có trí huệ biết tích công lũy đức, vì họ hiểu được vạn pháp đều không, nhân quả chẳng không. Tích lũy công đức như thế nào? Đây là lời dạy của Tứ Chánh Cần. Đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện. Đoạn ác nhất định phải đoạn phiền não tạp khí của mình. Tu thiện nhất định phải tu giới định huệ tam học. Tu Bồ Tát lục độ, tu thập nguyện vương. Biến tam học lục độ thập nguyện thành kiến giải và hành trì trong đời sống của mình, tức là tích công lũy đức. Hoàn toàn trái ngược với tam học giới định huệ là tam độc tham sân si. Phật dạy chúng ta lấy giới để đoạn tham, lấy định để đoạn sân, lấy huệ để đoạn si. Biến tham sân si thành giới định huệ, đây là đoạn ác tu thiện. Bồ Tát lục độ nói càng rõ hơn, dùng bố thí đoạn trừ tham lam, lấy trì giới đoạn trừ ác nghiệp, lấy nhẫn nhục đoạn trừ sân khỏe, lấy tinh tấn đoạn trừ giải đãi, lấy thiền định đoạn trừ tán loạn, lấy trí huệ đoạn trừ ngu si. Nếu có thể tuân theo 6 nguyên tắc này, thì xử sự đãi người tiếp vật trong đời sống hàng ngày, thì người đó là Bồ Tát. Bồ Tát khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, nhất định phải tương ứng với những nguyên tắc này. Phổ hiền thập nguyện là đại hạnh viên mãn của Bồ Tát. Trong kinh nói Bồ Tát không tu phổ hiền hạnh thì chẳng viên thành Phật đạo. Cốt tủy của phổ hiền hạnh là tâm lượng viên mãn, tâm bao trùng thái hư, lượng gồm thâu các cõi nhiều như cát. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đây là tâm lượng của Phổ Hiền Bồ Tát. Dùng tâm lượng to lớn này tu hết thảy thiện pháp là Phổ Hiền Hạnh. Kinh Hoa Nghiêm quy nạp vô lượng hạnh môn của Phổ Hiền thành 10 cương lãnh, tức là Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương. 10 điều này là tổng cương lãnh của Phổ Hiền Hạnh.
10 điều này hãy thuận theo thứ tự, chẳng thể thay đổi lộn xộn. Thứ nhất là lễ kính chư Phật, đây là căn bản của hạnh môn. Đối với hết thảy người sự vật, tận hư không, trọn khắp pháp giới, hết thảy chúng sanh đều phải cung kính. Trong kinh nói hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ chư Phật vị lai. Dùng tâm hiếu thuận cha mẹ để hiếu thuận hết thảy chúng sanh. Dùng tâm cung kính sư trưởng để tôn kính hết thảy chúng sanh. Người này sẽ là Phổ Hiền Bồ Tát. Việc tu học này được gọi là Phổ Hiền Hạnh. Đây là cốt lõi của Phổ Hiền Hạnh, là cội rễ của Phổ Hiền Hạnh. Dùng lễ kính làm cơ sở. Điều thứ hai là xưng tán Như Lai. Cổ thánh tiên hiền dạy người ta dấu ác bày thiện. Đây là tu dưỡng đức hạnh của mình, và cũng vì xã hội an định, hy vọng mọi người đều nhìn thấy mặt tốt mà thôi. Phiền não tạp khí của hết thảy chúng sanh đều chưa đoạn trừ, đều có mặt xấu ác. Xấu ác thì chẳng cần phải nói đến. Mặt tốt đẹp thì phải tận lực đi tuyên dương, làm cho hết thảy chúng sanh đều giác ngộ đến phải đoạn ác tu thiện. Nếu bạn tạo ác, người ta tha thứ cho bạn, một câu nói cũng chẳng nói đến, bạn sẽ sanh tâm xấu hổ. Khi bạn làm một chút chuyện thiện, người khác biểu dương khen ngợi bạn, đây là để cổ võ việc tu thiện. Cách dụng tâm này rất thiện, rất tốt. Thứ ba là quản tu cúng dường. Hết thảy chúng sanh bất luận là trên phương diện vật chất hay tinh thần có thiếu thốn, nếu chúng ta có khả năng thì hãy tận tâm tận lực chủ động giúp đỡ, chẳng cần người ta lại cầu. Đây là bố thí cúng dường. Từ Bồ Tát mà nói thì đây là bố thí. Sự bố thí của Phổ Hiền Bồ Tát thì gọi là cúng dường. Phổ Hiền Bồ Tát coi hết thảy chúng sanh là cha mẹ quá khứ chư Phật vị lai, vì vậy nên gọi là cúng dường. Đây là sự tôn kính hết thảy chúng sanh đến cùng cực. Thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Đây là nói về sự tu hành của mình. Trong Phổ Hiền Thập Niệm Vương, mỗi một nguyện đều bao hàm hạnh môn viên mãn, nguyện nào cũng như vậy, hàm nhiếp lẫn nhau. Niệm Phật như vậy thì làm sao có việc niệm Phật chẳng đắc lực được? Niệm Phật như vậy thì làm sao chẳng vãng sanh được? Cho nên Phật dạy những nguyên lý nguyên tắc này, chúng ta nhất định phải nắm chắc và áp dụng vào trong đời sống hàng ngày thì mới thật sự thành tựu cho mình, chẳng phụ kỳ vọng của chư Phật Như Lai đối với chúng ta. Làm thế nào hàng phục ma? Buổi sáng ngày 30 tháng 11 1998, ngạn ngữ có câu: chuyện tốt có nhiều trắc trở, hảo sự đa ma. Và đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ma là chướng ngại trong đời sống và sự tu hành của chúng ta. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có học theo phương pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong Bát Tướng Thành Đạo, Đức Thế Tôn thị hiện hàng phục ma ngoại, đáng để cho chúng ta học tập. Phương pháp Thế Tôn hàng phục ma chẳng phải là đối ngoại ma, mà là nội ma. Ma quân tới nhiễu loạn uy hiếp, Thế Tôn chẳng chống lại. Ma nữ đến dụ hoặc Thế Tôn cũng chẳng trốn tránh, mà dùng giới định huệ tam học để giải quyết. Từ đây chúng ta rút ra được một bài học: khi gặp phải bất kỳ uy hiếp dụ hoặc hay chướng nạn có bao lớn đi chăng nữa, thì chỉ cần tiêu trừ ma oán trong nội tâm, cảnh giới bên ngoài sẽ là chẳng có Phật mà cũng chẳng có ma. Cũng như Ngẫu Ích Đại Sư nói, cảnh duyên chẳng có tốt xấu, tốt xấu là ở nơi tâm. Ma cảnh bên ngoài thật ra
là do tâm ma biến hiện ra, có thể biến thành ma cảnh, là do tà tri tà kiến của chính mình, phiền não tham sân si của mình. Cảnh giới bên ngoài là cảnh bị biến ra, sở biến. Thế Tôn dạy chúng ta phương pháp là phải hàng phục cái tâm năng biến của mình. Ma cảnh được biến ở bên ngoài sẽ chẳng gây chướng ngại gì cả. Kinh Bát Đại Nhân Giác chia ra thành bốn loại. Đó là ngũ âm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma. Ngũ âm ma, phiền não ma, tử ma đều thuộc về tâm ma của mình. Chỉ có thiên ma là ở phía ngoài. Thiên ma từ đâu tới? Cũng là do tâm ma của mình biến hiện ra thôi. Người đời chẳng biết đạo lý này, nên khi gặp yêu ma quỷ quái thì liền tìm cách để kháng cự, khắc phục. Như vậy vĩnh viễn chẳng thể giải quyết vấn đề. Phương pháp giải quyết vấn đề là phải hóa giải. Bản thân mình có phiền não tà tri tà kiến, đây là gốc rễ của hết thảy ma chướng. Thế nên chỉ cần làm được tri kiến chánh, trừ phiền não, ma ngoại cũng sẽ thành Phật luôn. Trong bốn hoằng thệ nguyện, có nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Ma cũng là chúng sanh, độ ma thành Phật thì mới đúng là phổ độ chúng sanh. Chánh tri kiến là từ tam muội mà được. Một người tu hành có định công tương đương thì cũng chẳng biết mình có chánh định hay tà định. Thế nên chúng sanh trong chính pháp giới tu hành chẳng thể tách lìa kinh điển. Nếu lý luận phương pháp tu học và cảnh giới hiện ra trong công phu tương ứng với kinh điển thì là chánh tri chánh kiến, tức là chánh hạnh. Chánh thọ, chánh thọ tức là tam muội. Phạm vi của tam muội rất rộng lớn, chỉ cần là chánh thì là tam muội. Cho nên chánh tri, chánh giải, chánh hạnh, chánh thọ đều thuộc về tam muội. Chúng ta xem trong kinh, khi Phật thuyết pháp cho chúng sanh, trước hết phải thể hiện nhập định. Kinh Hoa Nghiêm cũng chẳng ngoại lệ. Kinh Lăng Già nói: Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Pháp thân đại sĩ cũng thường ở trong định, Phật còn phải nhập định hay sao? Phật thị hiện nhập định là muốn thuyết minh, thuyết pháp độ sanh dùng tam muội làm căn bản. Hết thảy pháp đều từ tam muội lưu lộ ra. Tam muội rộng lớn vô cùng, tức là tánh đức lưu xuất. Cảnh giới trong định là nhất chân pháp giới, chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, chẳng có trước sau lớn nhỏ. Hết thảy khái niệm và sự tướng tương đối đều chẳng tồn tại. Nhất chân tức là sự thật chân tướng mà Như Lai chứng được. Điều Như Lai sở chứng tức là tướng cảnh giới được hiện ra trong khi nhập tam muội. Cảnh giới này đối với phàm phu chẳng thể nghĩ bàn. Thí dụ trong kinh có nói: hạt cải chứa tu di, giới tử nạp tu di. Hạt cải nhỏ cũng như hạt mè vậy. Hạt cải chẳng có phóng đại, núi tu di cũng chẳng thâu nhỏ. Làm sao bỏ núi tu di vào trong hạt cải? Là vì chẳng có lớn nhỏ, cho nên có thể tương tức tương dung, có thể chính là nhau, dung chứa lẫn nhau. Chúng ta biết phân biệt lớn nhỏ chấp trước lớn nhỏ, nhỏ chẳng thể chứa lớn. Đây tức là ma cảnh. Ma cảnh là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Nếu xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chẳng có lớn nhỏ trong ngoài. Hạt cải sẽ có thể chứa núi tu di. Phàm phu sinh hoạt trong thời gian không gian tương đối, khoa học gia gọi là tương đối luận. Tương đối tức là phân biệt chấp trước, chẳng phải thật. Phật Bồ Tát chẳng có phân biệt chấp trước, chẳng có tương đối.
ngay cả lý sự cũng chẳng có. Cho nên các ngài không có chướng ngại. Trong cái nhìn của Phật Bồ Tát, dù là yêu ma quỷ quái thì cũng là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai, đều dùng tâm hiếu thuận, cung kính để đối đãi, chẳng có giảm bớt chút nào. Đây là Thế Tôn thị hiện bản lãnh hàng phục ma, dụng ý là cho chúng ta học tập. Chỉ cần có tà kiến phiền não thì nhất định sẽ có ma chướng yêu ma quỷ quái sẽ thường thường bao quanh bên mình. Nếu có thể diệt trừ tà kiến phiền não thì yêu ma quỷ quái cũng sẽ thành Phật. Từ đây có thể biết Phật và ma chỉ ở tại một niệm mà thôi. Một niệm mê thì Phật sẽ biến thành ma, một niệm giác thì ma sẽ biến thành Phật. Vì vậy gút mắt ma chướng chẳng ở bên ngoài mà ở trong nội tâm. Người thế gian mê muội gặp yêu ma quỷ quái thì mời đạo sĩ vẽ bùa niệm chú để trừ tà ma, vậy là dùng võ lực để kháng cự. Cho dù bạn có thể thắng họ thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tâm oán hận của họ, tâm báo thù vẫn còn, họ vẫn sẽ quay lại trả thù, và lại sẽ còn mạnh mẽ hơn. Như vậy thì sẽ dây dưa chẳng dứt, vấn đề sẽ ngày càng trầm trọng. Cho nên Thế Tôn chẳng chống đối, mà dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi để bao dung, cảm hóa. Biến đổi ma thành Phật là một việc tốt, hai bên đều có lợi. Sau khi ma thành Phật thì sẽ vĩnh viễn cảm kích bạn. Khi bạn thị hiện thành Phật độ sanh, ma sẽ thị hiện đủ mọi thân phận để hộ pháp. Đây mới là cách thực sự giải quyết vấn đề. Phàm ai làm hỏng vấn đề đều là do ngu si tạo nên. Do đó mới biết trí huệ là đáng quý. Phật pháp từ đầu đến cuối đều truy cầu trí huệ. Chỉ có trí huệ mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề một cách viên mãn. Tất cả những vấn đề thế gian và xuất thế gian đều có thể giải quyết viên mãn, vì trên lý là cùng chung một pháp tánh, pháp tánh là cứu cánh viên mãn. Hết thảy sự vật đều y pháp tánh làm tự thể, tự thể viên mãn, tự thể hiện ra tướng cũng nhất định viên mãn. Phàm chẳng thể giải quyết đều là vì trí huệ chẳng đủ, phương pháp chẳng hoàn hảo, phải quay lại tu trí huệ. Phương pháp tức là quyền trí, nhà Phật gọi là thiện xảo phương tiện. Quyền trí y vào thực trí, thực trí chính là tam muội. Cho nên mới nói tự mình thành Phật rồi, nhìn thấy núi sông sơn hà đại địa chúng sanh, tình và vô tình đều viên thành chủng trí. Tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Từ đó có thể giải quyết bất kỳ nghi can tạp chướng trong thế gian xuất thế gian đều ở tại nội tâm. Phật pháp xưng là nội học, chẳng hướng ngoại. Hướng ngoại là ngoài tâm cầu pháp, là ngoại đạo. Ngoại đạo chẳng thể giải quyết vấn đề, chỉ có nội học mới có thể giải quyết vấn đề. Do đó trong giai đoạn sơ học nhất định phải học thuộc Đại Thừa, đặc biệt là những người phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Không những phải đọc tụng mà còn phải khế nhập vào cảnh giới. Khế nhập tức là tùy văn nhập quán, mở quyển kinh ra tùy lời dạy trong kinh mà chuyển biến quan niệm của mình thì gọi là tùy văn nhập quán. Nhập tức là khế nhập, ý nghĩa của nhập bao gồm tính giải hành chứng. Nhập tức là chứng, có hành mới có chứng. Hành là thay đổi quan niệm, thay đổi quan niệm là vì hiểu rõ đạo lý. Hiểu lý tức là tin tưởng lời dạy của Phật. Phật nói về giáo, lý, hạnh, quả. Chúng ta có thể làm được tính giải hạnh chứng, cảnh giới liền chuyển. Đây tức là tùy văn nhập quán. Đây là chân thật tu hành, có thể đạt được thọ dụng chân thật.
phương pháp tu hành vô lượng vô biên. Tùy văn nhập quán là phương pháp tu hành của giáo hạ, tức là mở ra cuốn kinh có thể nhập vào cảnh giới Phật. Nhập cảnh giới quan trọng nhất là ở trong sinh hoạt hàng ngày, trong lúc xử sự đãi người tiếp vật, lúc nào cũng giữ được, chẳng đánh mất, tức là chẳng thối chuyển. Có bản lĩnh này thì khi gặp yêu ma quỷ quái, chúng ta sẽ chẳng kinh sợ, chúng ta có khả năng giúp đỡ họ cùng thành Phật đạo. Đây là cách giải quyết viên mãn, đây là lời Phật dạy, đây mới là chân thật cứu cánh viên mãn. Làm thế nào để đối xử hòa mục với tất cả chúng sanh? Buổi sáng ngày 1 tháng 12 1998, từ xưa đến nay giáo dục của nhà Phật, nhà Nho đều chẳng ra ngoài hai việc. Thứ nhất là dạy chúng ta nhận thức quan hệ giữa chúng ta và đại vũ trụ, đây tức là chư pháp thật tướng. Hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh một cách chính xác là tông chỉ chủ yếu của giáo dục, đây là thể. Thứ nhì là dạy chúng ta làm thế nào đối người đối xử đối vật, và cũng nghĩa là trong sanh hoạt làm sao xử sự đãi người tiếp vật, đây là dụng. Hai cái thể và dụng này bao gồm toàn bộ giáo học. Đây chẳng phải chỉ là lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật giáo hóa tất cả chúng sanh đều chẳng ngoại lệ. Trên mặt tác dụng, tại sao chúng ta không thể đối xử hòa mục với hết thảy chúng sanh? Là vì chẳng hiểu chân tướng sự thật. Chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền hiểu rõ chân tướng, cho nên có thể đối xử hòa mục với hết thảy chúng sanh. Đức Phật dạy chúng ta phải coi tất cả chúng sanh như cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Bồ Tát Giới Bổn trong Kinh Phạm Võng cũng nói: hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Những chuyện này đều là sự thật, chẳng phải là thí dụ. Kiến giải tâm tư thường thức của phàm phu hơn phân nửa giới hạn trong một đời, chẳng biết đời quá khứ và đời vị lai, cho nên sanh ra rất nhiều hiểu biết sai lầm. Phật Bồ Tát dùng định công thâm sâu đột phá giới hạn của thời gian và không gian. Đối với quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, hết thảy đều hiểu rõ, cho nên biết hết thảy chúng sanh đời đời kiếp kiếp đều là quyến thuộc lẫn nhau. Chư Phật Bồ Tát dùng tâm gì để đối đãi hết thảy người sự vật? Là dùng tâm hiếu kính. Câu đầu tiên của Tam Phước trong Quán Kinh: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Dùng hiếu thuận tôn kính đối đãi hết thảy người sự vật, đó tức là Phật Bồ Tát Đại Thánh Nhân. Tâm tư quan niệm hành động của phàm phu hoàn toàn trái ngược. Tương ứng thì là tùy thuận tự tánh tánh đức, tùy thuận thật tướng của chư pháp. Có thể tùy thuận một cách viên mãn thì là nhất chân pháp giới. Nếu chẳng tùy thuận trái ngược lại với những điều trên thì là lục đạo phàm phu, hoàn toàn trái ngược thì là tam ác đạo. Cho nên làm thánh làm phàm, thiên đường địa ngục đều ở ngay tại một niệm của mình mà thôi. Nếu một niệm này tương ứng với pháp tánh thì là Phật Bồ Tát, nếu niệm này trái ngược với tánh đức thì là chúng sanh ác đạo. Do đây có thể biết cảnh giới bên ngoài thật sự như chư Phật đã nói: mộng huyễn bóng bột, cảnh giới biến hóa tùy theo tâm niệm của chúng ta. Cũng như Kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Phật còn nói cho chúng ta biết: hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, tâm là năng biến, cái có thể biến, pháp là sở sanh, cái được sanh ra. Những pháp được sanh này chẳng như ý, là vì cái tâm năng sanh chẳng tương ứng với pháp tánh. Thế nên hết thảy cảnh giới chẳng phải người khác biến hiện ra cho bạn hưởng thụ, mà do tự mình biến ra cho mình hưởng dụng.
đây là chân tướng sự thật. Sau khi hiểu rõ chân tướng, nếu chúng ta muốn sinh hoạt trong một hoàn cảnh thích hợp với mình, thì phải tuân theo lời dạy của Phật. Nói thật ra tuân theo lời Phật dạy, tức là tuân theo tánh đức của tự tánh, pháp tắc của tự tánh. Những gì chư Phật Bồ Tát nói đều là pháp tắc của tự tánh chúng ta, chẳng phải của riêng Ngài. Thế nên Phật nói Ngài chưa từng nói qua một lời. Những gì Ngài nói đều là tánh đức của tự tánh chúng ta khai phát. Chỉ có chân chánh hiểu rõ đạo lý này mới thật sự hoàn toàn tiếp nhận và không phục Phật Pháp đến năm vóc sát đất. Cho nên học Phật tức là tùy thuận tự tánh. Phật đại biểu cho tự tánh của chúng ta. Bồ Tát và Đại Thánh Đại Hiền là thị hiện của tánh đức, là tánh đức lưu lộ, là tự mình chẳng phải người khác. Đây tức là ta người không hai, tự tha bất nhị. Chúng ta phải lãnh hội cái ý tưởng này, từ đó xây dựng lòng tin. Nếu có thể khế nhập thì mới hoảng nhiên đại ngộ, chư Phật Bồ Tát vốn là tánh đức của mình lưu xuất. Học pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm cũng là tự tánh lưu lộ. Sau đó mới chân chánh thể hội đến tận hư không trọn khắp pháp giới, chỉ là chính mình mà thôi. Ngoài chính mình ra, đích thực chẳng có pháp nào cả. Lòng đại từ vô duyên, lòng đại bi đồng thể tự nhiên sẽ hiện ra. Từ bi là tánh đức sẽ hiện ra, lưu lộ viên mãn. Chúng ta hiếu kính đối với Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, hiếu kính cha mẹ sư trưởng, sau đó từ từ sẽ hiếu kính đối đãi với hết thảy chúng sanh, thậm chí đối với oan gia đối đầu của mình, rắn độc thú dữ, địa ngục ngã quỷ, đều hiếu kính như nhau. Nhất định sẽ dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng đối đãi với họ. Nếu nhập vô cảnh giới này thì bạn sẽ thành Phật rồi. Cho dù chẳng thành Phật thì cũng là pháp thân đại sĩ, trí huệ đã khai mở. Đối với hết thảy vạn pháp trong hư không pháp giới, bạn đã giác ngộ hiểu rõ rồi, biết được phải làm như thế nào. Đối với những chúng sanh chưa giác ngộ thì cũng biết làm thế nào để giúp đỡ. Đây tức là giữ tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo. Cho nên bất cứ thân phận gì, ngành nghề gì, nam nữ già trẻ đều có thể tu Bồ Tát đạo viên mãn. Bồ Tát tuyệt đối chẳng giới hạn trong một pháp giới nào. Hết thảy pháp giới đều là pháp giới Bồ Tát. Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều không hai, tức là ý nghĩa này. Chúng ta đời đời kiếp kiếp tiếp xúc với hết thảy chúng sanh đã kết thiện duyên và cũng có ác duyên. Có nhiều người rất hợp với mình, có duyên và rất thích mình. Đây là thiện duyên từ đời quá khứ. Có nhiều người là oan gia đối đầu với mình, đem lại cho mình rất nhiều điều chẳng như ý. Đây là oan nghiệp từ kiếp trước, quá khứ mê hoặc điên đảo nên gây ra oan nghiệp này. Hiện nay giác ngộ hiểu rõ rồi, phải hóa giải oan kết này, thì cũng dùng hiếu kính như lời Phật dạy, hiếu thuận và tôn trọng bằng tâm chân thành, oan kết tự nhiên sẽ được hóa giải. Cho nên đối với hết thảy oán ghét, chúng ta phải tùy thuận, thật sự làm được hằng thuận chúng sanh, tùy hủy công đức. Trong sự tùy hủy thành tựu trí huệ chân thật cho mình, giới định huệ chân thật, đây là công đức. Tùy thuận làm sao có thể thành tựu công đức? Tâm thanh tịnh quan trọng, tâm trí huệ quan trọng.
bạn dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, tức là tùy thuận. Đây là có công. Có thể thành tựu tăng thêm lòng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của bạn là đức. Cho nên nếu có một niệm oán trời trách người thì là sai lầm quá đỗi. Khi gặp hết thảy cảnh giới nghịch duyên không như ý, đều phải quay lại tự mình phản tỉnh, nhất định là do nghiệp chẳng thiện của mình tích lũy lại tạo thành. Lỗi lầm chẳng ở tại người khác, quay đầu lại tự mình chân thật sám hối, sửa sai đổi mới. Đây là chân tu hành, là do mình chẳng xem họ như cha mẹ sư trưởng, chẳng có hiếu thuận tôn trọng họ, là lỗi của mình chẳng phải của họ. Chư Phật Như Lai dùng phương pháp này được thành tựu. Chúng ta muốn làm Phật làm Bồ Tát thì cũng chẳng ngoại lệ, vẫn phải dùng phương pháp này. Chúng ta phải thực hiện kính người, kính sự, kính vật. Trong đời sống niệm niệm chẳng được tách rời. Một niệm tách lìa là một niệm mê, một niệm tương ứng là một niệm giác. Cho nên phải dụng công trong từng tâm niệm, chẳng thể không đọc kinh điển đại thừa, chẳng thể không thâm giải ý thú, được vị chúng ta mới có thể giữ gìn giác chứ không mê, mới có thể đạt được đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân chánh. Nói chuyện với đồng tu tại niệm Phật đường buổi sáng ngày 6 tháng 12 1998. Từ lúc khai giảng đến nay, niệm Phật đường đã từ từ đi vào nề nếp. Mọi người đều cảm nhận công đức thù thắng của sự niệm Phật một cách sâu sắc, sanh tâm hoan hỷ. Nhưng cũng có một số đồng tu nói với tôi rằng, trong đại chúng còn một số ý kiến, vấn đề này chúng ta không thể không để ý. Cổ đức thường nói, lúc cùng nhau tu tập cộng tu, nếu có nghi hoặc xen tạp thì sẽ phá hoại công phu niệm Phật. Mục đích của sự niệm Phật là để đạt được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm tuy không dễ đạt được, chỉ cần đạt đến cảnh giới này thì nhất định nắm chắc vãng sanh bất thối thành Phật. Công phu thành phiến tức là chẳng có nghi hoặc xen tạp, bất luận là ở chỗ nào lúc nào, dù lúc nửa đêm nằm mộng cũng chẳng quên A-di-đà Phật. Đó tức là hình dáng của công phu thành phiến. Ngoài trừ A-di-đà Phật ra, lúc tiếp xúc với hết thảy người sự vật phải luôn luôn cảnh giác cao độ, nhất định chẳng để ngoại cảnh dụ hoặc lay động. Đó tức là công phu. Chúng ta muốn đạt được công phu này, nhưng tại sao niệm Phật mãi trong niệm Phật đường cũng làm không được? Có hai nguyên nhân. Một là phiền não tạp khí từ vô thủy đến nay quá nặng. Tạp khí tức là tri kiến, phần nhiều gọi là thành kiến. Thành kiến rất nặng, ý kiến quá nhiều, đây là một chuyện rắc rối. Hai là không thật thà. Thật thà cũng chẳng dễ. Người có thể làm được thật thà, bất luận tu học pháp môn nào, đều nhất định có thể thành tựu. Phương pháp bổ quyết bù đắp là đọc kinh nghe giảng. Đọc kinh nghe giảng giúp cho chúng ta có thể nhìn thấu buông xuống, giúp cho chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Nói một cách khác, hiểu rõ chân tướng mình đến thế gian trong đời này. Nếu thật sự hiểu rõ triệt để sinh hoạt và hoàn cảnh chung quanh trong đời này thì tự nhiên sẽ buông xuống. Thế Tôn đã đau lòng mỏi miệng nói hết 49 năm, luôn luôn nhắc nhở, nhưng chúng ta thật sự đã mê quá sâu đậm. Không ngừng nhắc nhở là hy vọng có một ngày nào đó chúng ta có thể hoãn nhiên đại ngộ, biết được mình đến thế gian chỉ là để thọ báo mà thôi. Nghiệp đã tạo trong những đời kiếp trước thì đời nay đến để thọ nhận quả báo. Đây là nhân quả tuần hoàn. Tạo thiện nghiệp nhiều thì đời nay hưởng được một chút phước.
tạo ác nghiệp nhiều thì đời nay phải chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng chẳng có người nào trong lúc thọ báo bèn cam chịu thọ báo, vẫn cứ tạo nghiệp y như cũ. Thọ báo rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp xong lại thọ báo, vĩnh viễn cứ tuần hoàn. Hiện tượng tuần hoàn này chẳng nâng lên trên mà từ từ đi xuống, đời nay chẳng bằng đời trước, như vậy đau khổ biết bao. Tại sao lại có hiện tượng này? Tại chúng ta tạo ra những nghiệp chẳng thiện. Thế Tôn nói rõ cho chúng ta biết, tạo thiện nghiệp thì đi cõi thiện siêu sanh, tạo ác nghiệp thì đi vào cõi ác đọa lạc. Đây là chân tướng sự thật của nhân sanh. Thử suy nghĩ kỹ thì đích thật là như vậy. Phật từ bi thương xót những chúng sanh thọ khổ thọ nạn này, vì ngu muội vô tri mê mất tự tánh, cho nên mới nói rõ chân tướng sự thật, hy vọng chúng sanh có thể vượt thoát tam giới lục đạo luân hồi, cùng các ngài làm Phật làm Bồ Tát. Vào niệm Phật đường và muốn công phu được đắc lực thì phải buông xuống hết thảy thân tâm thế giới. Không buông xuống nổi là vì không hiểu đạo lý, nên phải dùng phương pháp giảng kinh để bổ cứu. Thời xưa niệm Phật đường chẳng có giảng kinh, nhưng mỗi cây hương lúc chỉ tịnh đều có giải khai thị, dụng ý cũng giống như giảng kinh.